OK, Hùng đã quay trở lại rồi đây. Trận đấu thứ ba, trận đấu giữa Nhật Bản và Indonesia. Vâng, khoảng cách đã được tạo ra ngay từ những điểm số đầu tiên. Một pha đập cầu ra ngoài sân của tay vợt đến từ Indonesia. Khoảng cách 4 điểm, 5-1 cho Nhật Bản. Vâng, rõ ràng vận động viên đến từ Nhật Bản đã có một khởi đầu thực sự rất xuất sắc. 5-1, Naraoka phát cầu. Tay vợt rất trẻ đến từ Nhật Bản, tay vợt năm nay chỉ mới có 17 tuổi thôi. Vâng, anh ta bị bắt cầu cao tay trong tình huống phát cầu vừa rồi. Trọng tài bắt cầu cao tay. Đổi điểm 2 năm cho Indonesia. Vâng, rất may mắn cho tay vợt đến từ Nhật Bản, đó là tình huống phát cầu lỗi của Indonesia. Điểm 6-2. Chuyển cầu rất sắc. Cơ hội. Vâng, chưa thể tấn công trong tình huống vừa rồi. Chuyển cầu rất mạnh. Vâng, pha bật cầu rất cao, đập cầu không thể cản phá của tay vợt Indonesia, tay vợt Thái Lan. Mình bị nhầm, Thái Lan đấy mọi người. OK, đổi điểm 6-3 cho Thái Lan, đổi điểm 3-6 cho Thái Lan. Chém cầu rất hay. Và một pha ve cầu hơi với của tay vợt Indo. Một pha ve cầu không chính xác, cầu đi ra ngoài sân. 7-3 cho Japan, cho Nhật Bản. Trọng tài bắt trận đấu này chính là trọng tài bắt trận của Jujeon Seong và Kim Dak Jang đối đầu với Tan Bon Heong và Kim Sarang. Di chuyển rất linh hoạt, tay vợt đến từ Nhật Bản. Tuy chiều cao của anh không được tốt như tay vợt Thái Lan. Vâng, một pha đập cầu rất cắm, rất xứng đáng cho điểm số vừa rồi. Điểm 8-3. Vâng, khoảng cách 5 điểm được tạo ra của nửa set đấu thứ 3. Rất xuất sắc cho tay vợt đến từ Nhật Bản. Vâng, chỉ cần sự ổn định thôi, tay vợt Nhật Bản sẽ gần như chắc chắn giành chiến thắng trong set đấu thứ 3 này. Chỉ cần sự ổn định thôi. Hùng rất thích những pha vẩy cầu phòng thủ của tay vợt Nhật Bản.
Tuy đối phương kê cầu rất sát lưới nhưng anh ta vẩy cầu thì rất chính xác. Một pha đập cầu vào lưới của Thái Lan. Thực sự những pha vẩy cầu dựng lên trời như thế rất khó để có thể dứt điểm. Điểm 9-3 cho Nhật Bản. Một set đấu thực sự rất tuyệt vời cho tay vợt Naraoka. Tay vợt hôm qua đã chụp ảnh cùng với Hùng. Thực sự Hùng chả biết tay vợt này là ai đâu. Một tay vợt rất trẻ, tuy nhiên hôm qua Hùng thấy bạn ấy đánh hay quá nên là Hùng ra xin chụp ảnh cùng. Và rất có thể tay vợt này sẽ là ứng cử viên cho chức vô địch giải Shibuya năm nay. Có vẻ con mắt của Hùng cũng rất tinh tường ấy chứ. Vâng, một pha đập cầu dọc biên ra ngoài rất đáng tiếc. 568, số của Ninh ấy, bảo hỏi số của ông nội nhá. Em thì tự nhiên em quên, 0948, 038, 737 gì ấy, nếu không chắc là lại sai. Tại vì phải em đang live stream đâu không. Lại tiếp tục là một pha hất cầu. Vâng. Cầu rất sát lưới, tay vợt Nhật Bản không thể với cầu trong tình huống vừa rồi. Vâng, sau mỗi pha cầu hỏng thì tay vợt Nhật Bản thường quay lại nhìn huấn luyện viên của mình. Thực sự huấn luyện viên của tay vợt này rất tình cảm. Vâng, pha ép cầu trái tay khiến tay vợt Indo phản xạ vội vàng, cầu không qua lưới. Điểm 16 cho Nhật Bản. Nhầm tay vợt Thái Lan nha, hoàn toàn bị nhầm thôi. Sorry mọi người. Vâng, độc cầu rất cắm nhưng vẫn còn. Với chiều cao của mình thì tay vợt Thái Lan có một pha phòng thủ rất tốt. Hai nhịp nhưng yên tâm, Naraoka có những pha về cầu rất bình tĩnh. Dứt điểm tiếp đi, vẫn không thể làm gì được. Rồi, vâng, đã rất cố gắng bay người, tuy nhiên tay vợt Thái Lan không thể với cầu trong tình huống vừa rồi. Rõ ràng Naraoka đã có một pha cầu rất khó, xử lý một pha cầu rất khó. Nửa set đấu thứ nhất trôi qua, điểm 11-6 cho Naraoka của Nhật Bản. Vâng, khoảng cách tương đối an toàn, điểm khoảng cách 6 điểm. Vâng, rất có thể chiến thắng trong set đấu thứ 3 này sẽ dành cho Nhật Bản. Một khoảng cách tương đối an toàn, tận 5 điểm cơ. Trận đấu số 27, Kim Won Ho, Park Kyung Hoon, Hàn Quốc thi đấu với Anda Maulana, Rifari Andafa, Vihadika, Indonesia. Trọng tài chính Nguyễn Công Hương Việt. Vâng, Nam. Mọi người có thể thấy ạ, huấn luyện viên của tay vợt Naraoka đang vừa quạt vừa chườm đá cho anh. Vâng, lúc trước cũng thế và bây giờ cũng thế, trong trận đấu nào cũng thế. Một tay vợt rất trẻ nhưng rất tài năng và triển vọng. Vâng, rõ ràng tay vợt Thái Lan cũng đã thi đấu rất xuất sắc. Tuy nhiên tay vợt Naraoka của Nhật Bản còn xuất sắc hơn. Với chiều cao rất khiêm tốn nhưng anh bật cầu rất cao và có những pha chém cầu rất cắm và khó đoán. Ok, hai vận động viên đã đang trở lại sân rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục với set đấu thứ 3 này. Set đấu đơn nam giữa Nhật Bản và Thái Lan. Trận tứ kết. Vòng đấu tứ kết. Và bên kia đang diễn ra trận đấu cũng ở nội dung đơn nam giữa Malaysia và Indonesia. Và sau trận đấu đó sẽ là trận đấu của Opa Jujeon-seong và Kim Dak-jang. Ôi, tí nữa thì cứu cầu được. Một pha bay người rất nỗ lực. Nó có xuống đâu. Đôi đấy mạnh quá. Ok, chúng ta sắp trở lại với set đấu thứ 3.
giờ chúng ta đã trở lại trận đấu thứ ba rồi, cũng không để ý đấy. Ok, vậy là ở nội dung tứ kết thì dường như là có ít nhất hai đôi vợt của Hàn Quốc lọt vào vòng trong. Chúng ta thấy một đôi vợt của Hàn Quốc đang xuất hiện trên sân, đó, đối đầu Indonesia. Và sau trận đấu này là trận đấu của Oppa Jujeon Seong Kim Dak Jang, cũng là cặp đôi đến từ Hàn Quốc. Ok, 12-7 12-7 cho Naraoka, Nhật Bản. Vâng, đó là một pha vồ cầu tốt của vận động viên đến từ Thái Lan. Đổi điểm 8-12. Tấn công. Vâng, khi một khi đầu cội tấn công, dường như tay vợt đến từ Nhật Bản không bỏ lỡ một lần nào hết. Những pha độc cầu chéo sân rất khó đoán. Điểm 13-8 cho Naraoka. Vâng, khoảng cách rất là 5 điểm, rất an toàn. Sân số 4, nội dung đôi nữ trận đấu số 25, Chai Sami Korean Park, Kawan Chanok Suchai Parapar, Thái Lan thi đấu với Sai Pei Shan Tin Seo. Rất bình tĩnh. Trung Hoa đó là một tình huống cầu ngoài sân. Sai Phun Bang Khi Indonesia trọng tài ra cầu Hoàng Thùy An. Điểm rút ngắn 9-13 cho Thái Lan. Tình huống xử lý cầu lỗi rất đáng tiếc của tay vợt Nhật Bản. Điểm 10-13. Rất tốt nhưng vẫn chưa thể ghi điểm. Cài lưới rất sát cơ hội tấn công nhưng vẫn chưa thể dứt điểm thành công. Cơ hội. Vâng, một pha vạn trường đập cầu rất tốc độ của tay vợt đến từ Thái Lan. Điểm 11-13. Vâng, khoảng cách dần được rút gọn rồi. Chỉ còn 2 điểm thôi. Có vẻ trong những phút thi đấu vừa rồi, tay vợt đến từ Nhật Bản hơi gặp một chút vấn đề tâm lý và cả thể lực nữa. Mình thấy những bước di chuyển của em ấy dường như chậm hơn. Của tay vợt đến. Vâng, một pha về cầu lỏng rất hay của Naraoka. Vâng, vậy là đã cắt được dây lên điểm của vận động viên Thái Lan rồi. Điểm 14-11. Một pha cầu lỏng rất chính xác vào thời điểm rất thích hợp. Rõ ràng là có nhu có cương đúng không ạ? Cơ hội tấn công. Vâng, xoa cầu kìa. Rồi, ăn điểm. Vồ cầu rất gọn. Và vồ cầu rất gọn. 15-11. Khoảng cách 4 điểm rồi. Vâng, tay vợt đến từ Nhật Bản sau khi cắt được dây thì anh ta liên tục giành được những điểm số quan trọng. Điểm 15-11. Nhật Bản phát cầu. Và tiếp tục là một pha tấn công rất uy lực và chính xác. 16-11. Vâng, có vẻ Naraoka đã sung rồi. Thực sự rất khó cho Thái Lan trong thời điểm hiện tại, bởi vì đây đã là những điểm số cuối cùng của set đấu thứ 3 rồi.
và Naraoka đang liên tục giành điểm. Cơ hội tấn công. Vâng, mỗi lần Naraoka nhảy lên vặn sườn thì gần như tay vợt Thái Lan không có cơ hội để cản phá. Ok, anh ta đã xin trọng tài ra lau mồ hôi và cắt đi sự hưng phấn của đối phương. Khoảng cách 6 điểm rồi, 17-11. Đó là một pha bỏ cầu không thực sự chính xác của tay vợt đến từ Nhật Bản. Điểm rút ngắn 12-17 cho Thái Lan. Tuy là như vậy nhưng thực sự rất khó để tay vợt Thái Lan có thể lội ngược dòng trong trận đấu này, trừ khi tay vợt Nhật Bản gặp vấn đề về tâm lý. Mà điều đó là rất khó bởi vì tay vợt Nhật Bản có tâm lý thi đấu rất ổn định. Đó là một pha chém cầu hiệu lực đến từ tay vợt Thái Lan. Những điểm số cuối cùng rồi, 18-12, khoảng cách 6 điểm rồi. Một khoảng cách tựa hồ có rất khó có thể san lấp. Mất chân, vâng, lại là một pha hất cầu ra ngoài sân. Những điểm số cuối cùng của set đấu thứ 3. Tay vợt đến từ Thái Lan liên tục có những tình huống đánh cầu lỗi và cầu ra ngoài sân, khiến điểm số trôi rất nhanh. 19-12, khoảng cách 7 điểm. Thôi xong, pha đập cầu sở trường. 20-12. Vâng, cũng không nghĩ rằng kết quả của set đấu này nó lại đảo ngược nhanh như vậy. Đó là một chiến thắng cách biệt, có thể là một chiến thắng rất cách biệt cho tay vợt vẫn còn. Chân ngắn nhưng mà với cầu lại rất tốt, bay người rất nỗ lực. Nhưng đó là một tình huống cầu ngoài sân. Thực sự ở set đấu thứ 2 lúc trước, ở điểm số 20-19, chính là tay vợt đến từ Thái Lan đập cầu đã ra ngoài rồi. Tuy nhiên trọng tài xác định cầu trong sân, bởi vậy mới kéo đến set thứ 3 này. Rồi, pha đập cầu sở trường kết thúc trận đấu. Một chiến thắng rất xứng đáng cho Naraoka đến từ Nhật Bản. Điểm số 21-13, khoảng cách 8 điểm, rất xuất sắc, rất thuyết phục. Hùng đã dự đoán rồi, hôm qua Hùng thấy vận động viên này đánh hay quá nên là Hùng ra xin chụp ảnh. Hùng tin rằng em ấy sẽ có thể có mặt trong trận chung kết, chỉ cần giành chiến thắng một trận đấu nữa thôi. Và huấn luyện viên của Thái Lan bắt tay đồng đội của mình và cười rất tươi, chứng tỏ anh ta có sự ok rồi. Bây giờ Hùng sẽ kết thúc video để chuẩn bị cho set đấu của Oppa.